Danco City giữ vững tiến độ thi công các hạng mục. Tại công trường dự án Danco City Thái Nguyên, chủ đầu tư Danco Group đang tiếp tục triển khai hàng loạt các biện pháp đồng bộ để đảm bảo tiến độ thi công dự án đúng kế hoạch đã đề ra. Cổng chính dự án đã đổ xong bê tông dầm sàn cốt dương 6.9, trục 52AD trong tuần này. Nhà thầu Trường Thành đã tiến hành lắp dựng toàn bộ hệ thống giàn giáo và lan can an toàn để sẵn sàng cho công đoạn tiếp theo là thi công mái vòm cổng chính. Tháp biểu tượng Victory cao 42m hiện tại đã đổ xong mái cánh cung và hai cọc khoan nhồi. Nhà thầu Phục Hưng đang tiến hành thi công cánh cung HM3 và thi công cọc khoan nhồi thứ 3. Về phần hạ tầng dự án, nhà thầu Vimeco đang thực hiện san gạt, đắp đất tuyến đường số 40, tuyến từ cổng chính dự án đi vào. Dự kiến trong tháng 5 sẽ xong kết cấu phần ngầm, hệ thống thoát nước thải, nước mưa và tuyến cống hộp 3x2m cũng đang được đẩy nhanh tốc độ thi công. Về công tác lát đá vỉa hè, nhà thầu đá Thanh Hóa đã hoàn thiện 80% lát đá vỉa hè mặt đường quốc lộ 1B. Loại đá được sử dụng là đá đen Thanh Hóa với độ cứng cao, độ bền vĩnh cửu, ít chịu sự tác động từ môi trường và thời tiết. Về phần cây xanh, 11 cây báng đã được trồng tại mặt đường quốc lộ 1B, 12 cây chám tại mặt đường quốc lộ 37, cùng 95 cây sao đen, 24 cây lộc vừng, 25 cây sang, 9 cây giáng hương đã được vận chuyển về tại vườn ươm của dự án. Đẩy mạnh đào tạo chuyên môn nhân viên kinh doanh Danco City. Ngay khi tất cả các chiến binh quay lại làm việc 100% tại văn phòng, tập đoàn đã triển khai liên tục những buổi đào tạo kiến thức dự án, kỹ năng chuyên sâu cho tất cả nhân viên ở cả Hà Nội và Thái Nguyên để mọi nhân viên kinh doanh có thể nắm chắc và mang những thông tin chính xác nhất tới khách hàng và nhà đầu tư. Những buổi đào tạo được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo cùng các bộ phận chuyên môn, cùng với kiến thức về dự án là những chia sẻ, đào tạo về văn hóa tập đoàn để các chiến binh, đặc biệt là những nhân viên kinh doanh mới gia nhập có thể nhanh chóng hòa nhập, phát triển. Đây cũng là cơ hội để tất cả nhân viên kinh doanh trau dồi kiến thức, kỹ năng, chia sẻ tình yêu với dự án, tập đoàn và sẽ trở nên bài bản, chuyên nghiệp hơn trong việc đưa thông tin tới khách hàng. Lan tỏa điều tích cực với chiến dịch ảnh hạnh phúc trong mùa Covid-19. Trước đây chúng ta nghĩ hạnh phúc phải là những điều to lớn, mà thực ra hạnh phúc lại có thể là những điều vô cùng bình dị. Giữa tầm bão Covid-19, điều đó lại càng rõ ràng. Hạnh phúc có thể chỉ là một sức khỏe tốt, được ở bên gia đình, có công việc để làm hay tiếng tinh tinh từ tài khoản lương mỗi tháng. Với mục đích lan tỏa những điều tích cực, chiến dịch ảnh hạnh phúc trong mùa Covid-19 đã được phát động từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 4 năm 2020 để chúng ta có thể chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong những ngày giãn cách xã hội mà bình thường bị bao nhiêu bộn bề che lấp. Những câu chuyện, những bức ảnh tràn ngập yêu thương và hạnh phúc đã được đăng tải cùng hashtag của chương trình thể hiện rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những điều tích cực và sẵn sàng tinh thần cho sự phát triển, bùng nổ sau khi khó khăn qua đi. Ban lãnh đạo tập đoàn tiếp tục tặng quà động viên cán bộ công nhân viên công trường dự án Danco City Thái Nguyên. Trong ngày 22 tháng 4, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn đã đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Danco Group, chủ đầu tư dự án Danco City, tiếp tục thăm hỏi và có những phần quà động viên cán bộ công nhân viên của các nhà thầu tại công trường dự án. Trong mùa dịch, thay vì cắt giảm nhân sự hay giảm lương giảm giờ làm, Danco Group lại tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tuyển dụng và thường xuyên có những phần quà ý nghĩa dành cho cán bộ nhân viên tập đoàn và cả cán bộ công nhân viên của nhà thầu, đối tác. Những cách làm khác biệt này của Danco Group đã giúp toàn thể cán bộ công nhân viên giữ vững ý chí, tinh thần làm việc và cùng cố gắng để có thể giữ vững tiến độ thi công của dự án Danco City Thái Nguyên. Danco Group ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thái Nguyên. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, Danco Group đã ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Thái Nguyên. Với hoạt động đóng góp đầy ý nghĩa và thiết thực này, Danco Group hy vọng có thể cùng các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội tạo thành sức mạnh cộng hưởng, chung sức đồng lòng cùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung vượt qua thời khắc khó khăn. Trong thời gian vừa qua, song song với việc duy trì hoạt động kinh doanh, Danco Group cũng nghiêm túc thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch của địa phương, chính phủ, quán triệt tinh thần phòng chống dịch bệnh cao độ, tự bảo vệ, tuyệt đối không chủ quan.